Câu số 1 của cô. Ở đây là thì at first đang kể lại thôi đúng không? Nào, were, số nhiều. Đây. Tiếp theo là later. Bicycle became cheaper. Many people bought one. Và sau đó thì when became cheaper này, many people bought one. Đúng rồi, khi mà xe rẻ hơn thì mọi người mua đều mua một cái để đi này. In number B. Đi đúng rồi, in their free time. In their free people mà thì phải là in their đúng không? Vâng. Rồi, dễ lắm. Câu số 25 là gì? But some people prefer to cycle to work. Prefer to cycle to work. À rồi, still vẫn chứ, đúng không? Vẫn thích là đạp xe đi làm, đi xe đạp đi làm hơn. And they say that there are too many cars in town center. In and you can't find anywhere. Đúng rồi, đây là phổ biến. Anywhere. Xong chưa con? Tiếp đi cô. Ok. Rồi, câu tiếp theo này. Bài tiếp theo. À, cái bài này khá là hay. Bài này là sẽ nhiều bạn nhầm đây. Câu số 1 này, các bạn chọn câu 27 là gì? Đi ạ. Đi đúng không? In a đi. Country. Đi. Hay là with a farmer? Hay là cái nào? Hay là on a farm? Thì cô cứ kéo lên một tí đi cô. Đây. Đây. A beautiful country. A beautiful rồi, country. Đi. Ok. Đây. Bạn làm là đáp án with the farmer là sai, phải là in a beautiful country. Tiếp theo này. What did he do during his holiday? He went out every day. He made paint and brushes. He went back to the farm. He painted all day. Cái nào đúng? Every day he went out with his paints and brushes and painted from morning to evening. Vì vậy của cô phải là B, đi đúng không? Painted all day. Okay. Yeah. Number 29. What did the farmer ask for at the end of the holiday? What did the farmer? A picture, đúng không? Các bạn làm là many picture đúng không? Có làm là many picture không? À okay, chỉ có xin một trong những bức tranh của họa sĩ thôi. Đây, các bạn có này. Đâu. A picture. I do not want money, but give me one of your picture. Có nghĩa là muốn một trong những bức tranh thôi, chứ không phải là muốn nhiều bức tranh. Muốn một bức tranh, không phải muốn tất cả. Thôi, a picture. Tôi chọn. Nào, câu số 30 là gì các bạn? Câu số 30 nào. Why was the artist very pleased with the farmer's request? Tại sao? Because he has so many kinds of pictures. Really? Có phải không? No. Câu này các bạn phải đọc kỹ cho cô này. Thứ nhất, no. Đọc trước tắt các đáp án cho cô. Bởi vì người nông dân đã cảm ơn anh ấy này, ông ấy này. Bởi vì ông ấy có rất nhiều loại tranh này. Bởi vì ông ấy muốn bán một trong những bức tranh. Câu này không đúng rồi. Tiếp theo này, bởi vì ông ta nghĩ rằng là những cái bức tranh của ông ta rất là đẹp. Đi. Ok, thế thì bây giờ các bạn nhìn lên đây cho cô. Nghĩ ở đây request. Farmer request của cô là đâu. Đây. What is money? In a week, it will be all finished, but your painting will still be here. Ok, có nghĩa là nếu như mà lấy tiền thì trong một tuần thôi thì nó hết rồi. Đúng không? Nghĩa là cầm tiền ấy. Nhưng mà your painting will still be here. Nhưng mà bức tranh của ông vẫn ở đây. Và the artist was pleased and thanked the farmer for saying such kind thing about his painting. Và ông họa sĩ thì ông ấy cảm ơn
Rất vui và cảm ơn người nông dân là đã nói một cái điều rất là gọi là tốt bụng, tốt hay là rất là tích cực về những cái bức tranh của ông ta. Có nghĩa là có phải là chắc chắn là câu A và câu A và câu B các bạn loại rồi, bây giờ cô chỉ phân vân câu B và câu D thôi. Thế thì bởi vì ông ta B của đi bởi vì ông ta nghĩ rằng B, because he thought this pictures rồi, were so beautiful. Mới đúng. Tại vì người nông dân rất là chân thành. Bức tranh là như thế đúng không? Ý ông ta ngầm khen là his pictures were so beautiful. Bởi vì muốn để lại cho đứa con của mình, mà nếu tranh không đẹp thì để lại làm gì? Đúng rồi. hoặc là người nông dân người ta thay vì khen là oh your pictures were so beautiful thì người ta nói là cái gì mà in a week tiền thì hết nhưng mà bức tranh thì vẫn còn ở đây, có nghĩa là người ta rất là trân trọng giá trị đúng không nhỉ? Ok, hoặc là hiểu như con vẫn đúng. Rồi tiếp theo là why did farmer ask the artist for the picture? Câu này khá là dễ. Đáp án gì nhỉ? Đâu nhỉ? Để cho ai đây? I have a son in London. He come here, I will show him your picture and then he will not want to. Ok. Có nghĩa là câu này là để hỏi để làm sao? Bởi vì làm sao nhỉ? Ừ. Các bạn chọn đáp án nào? Con chọn là đáp án A. A đúng rồi. Không muốn, bởi vì họa sĩ không muốn trả tiền cho nông dân, không phải? Muốn không phải. Tốt. Họa sĩ muốn trả tiền cho nông dân mà. Ừ đúng rồi, đấy sai hết, chỉ có A thôi nhá. Rồi, xong nhá. Bài này chắc là hay bị cô thấy bài đọc này nó khó hơn bài đọc trước một chút. Bạn nào mà không cẩn thận là dễ bị nhầm. Câu số 32 nào. Câu này bọn con năm nay trắc nghiệm thì nào. Mary is going to work for America. Có work for không? After, câu này thiếu S rồi, sai rồi. Câu này thì work in, đúng rồi. Work in mà thiếu S loại và chỉ có đi thôi. Going to work after she graduates. Đúng rồi. Các bạn làm đúng hết không? Con sai 5 câu. Câu 33 nào. Would you like to drink coffee with milk? Would you like drinking? Câu này sai ngữ pháp rồi. Would you like to work? Do you like to drink? No. Câu này cô thấy là cô chấm bài cho vài bạn mà không đi ôn ấy ở lớp cô ấy. Thì có một bạn, bạn ấy làm là A, bạn ấy làm là D. Thế thì có bạn nào chọn đi không? Không ạ. Tại vì yes please, đây là đáp lại của would you like to verb, đúng không? Đấy. Câu số 34 là câu mà bọn con có sai không? Câu này các con chọn đáp án gì? Spend là verb in đúng không? Ai Star spend a lot of money buying clothes. Star spend a lot of money. Spend là thêm s mà cái này số nhiều loại rồi. Spend a lot of money on buying clothes. Film star spends. Câu này cô xem nào. A lot of money to buy clothes. A đúng không? Vâng. Ý là A. Hoặc là C. I think it is A. Không biết là câu này cô gõ lại đề nó có sai không? Các bạn có đề không? À các bạn có hình như là câu này là có S. Con chọn A sao? Câu này là có S này. À không phải. Rồi câu này là A nhá. Spend cộng verb in nhá. Nhớ chưa? Ok. Đặng Quang Minh đúng không? Các bạn làm đúng. Rồi. Câu số 34. Với tiến độ này thì bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 9:11, ok. Các bạn có thể nghỉ sớm. Rất là sớm cô ạ. Ừ. Câu số 35. À, câu này. Đây, đáp án C đây. Mary's room is dirty. It's messy too. Rất là bẩn và rất là bừa bộn. Có nghĩa là mình sẽ nói là phòng của Mary không những bẩn mà còn các bạn có not only. Yeah. Also. Không những mà còn đúng không? Not but loại B. Not but loại B. B. B.
Giỏi. It is cheap to travel by train. It's much cheaper to travel by bus. Có nghĩa là rẻ để rất là rẻ khi đi bằng tàu. Nhưng mà đi bằng xe buýt thì còn rẻ hơn nữa đúng không? Thế thì câu này này đọc này. Đi bằng xe buýt thì rẻ hơn nhiều. Ây! Đi Ây! Ây! Đi bằng xe buýt thì không Ây! Rẻ hơn nhiều. Ây! It's much expensive. Làm gì có loại này đúng không? It's less. Đi bằng tàu thì ít đắt hơn bằng xe buýt. Ít đắt hơn. Ít đắt hơn thì đồng nghĩa với cái gì? Rẻ hơn. Rẻ hơn thì không đúng rồi, đi bằng tàu nó đắt hơn xe buýt chứ, đúng không? Và đáp án A là sai. Ok. Ây. Câu số 37 nào. Tâm quốc, câu này cô hỏi các bạn đi. Chọn đáp án gì? Câu này nào. Câu 37 là con chọn đi. À, con chọn đi. Ok, rồi. Bây giờ nhá, mình đọc trước này. Tâm làm việc rất chăm chỉ, cô ấy không, có nghĩa là không làm vừa lòng mẹ kế của cô ấy, đúng không? Tâm làm việc rất chăm chỉ, tuy nhiên là không làm hài lòng. Tâm làm việc rất chăm chỉ và không làm mặc dù si. Tâm làm việc rất chăm chỉ nhưng không làm hài lòng mà mặc dù mặc dù Tâm không làm hài lòng làm việc rất chăm chỉ. Câu này bị ngược nghĩa mất rồi. Câu này N là không đúng rồi, chỉ còn A and C thì các bạn chọn cái nào? C! Ăn dâu không dùng bớt. Đúng rồi, chính xác luôn. Although, mặc dù nhưng rồi và although không có bớt. Vì vậy câu này loại là đáp án của cô là A. Chính xác. Tuy nhiên là, đúng không? Nhớ nhá, rất dễ. However, luôn giữa hai dấu phẩy. Câu số 38 nào. In my house, I like my bedroom the most. Cô nghĩ là Zoom thì nhanh hơn là livestream đấy. Livestream cô phải đợi các bạn phải đợi các bạn chat rồi là hỏi. Thực ra là cô muốn nhiều bạn xem được ấy. Xong chưa? Được rồi. In my house, I like my bedroom the most. Tôi thích phòng ngủ nhất trong nhà của tôi. I do not like my bedroom very much. Không phải rồi. Doesn't have. Có nghĩa. I prefer my bedroom to his bedroom. No, chỉ có C. Đúng rồi, C là đúng nhá. Yeah. Chính xác. His bedroom chả biết ở đâu ra. Đúng rồi đấy. Câu số 39 nào. You doesn't like apples, so she doesn't eat them. Không thích táo nên là không ăn chúng. D. Câu này loại sai. D. Táo nên không ăn chúng. Jill không thích táo bởi vì Jill không ăn táo bởi vì không thích. Bởi vì không ăn nên không thích. Sai rồi, ngược nghĩa và câu đi là đúng. Yeah. Câu 40 nào. Is there a garden in front of the house? Có một khu vườn đằng trước nhà. À, câu này lại there is there are chuyển thành have has đúng không? Vâng. Câu này của cô, các bạn chọn đáp án gì? Con chọn là B. Đúng rồi. Đơ thì phải là yeah. Hát. Không có, chỉ có hát the how có thì mới đúng. Hát yeah. đi đúng rồi. Hát yeah. 40 yeah. Câu. Con viết chat để con ghi xem đề số 1. Khi nào con chụp thì con gửi cho cô sau nhé. Nó bị làm sao ấy. Xong chưa các con? 51 phút rồi. Nó lại bị nhảy ra đây. Rồi câu số 1 nào. Lần đầu tiên thấy cô chữ nhanh. Big. Oh, bitch, chair. Đúng rồi. Đây này dễ quá. B. B. B là mấy cái kia là danh từ. Yeah. Là C. T. There. C. T. T.
Cái này là từ hỏi đúng không? Từ để hỏi. Tiếp theo câu số 5 nào. Bye. Okay. Bye. Bye a lot of bye, bye bye. Bye. Okay. Bye. Bye. Bye chuyển thành quá khứ là gì? Phải bot. Bot. Câu số 6 nào. This is my book. There are my teacher's books. Có nghĩa là teacher không có S. Đâu? Không phải. D. Thì book nó không được có S à? No. À. À, my teacher books đúng mà. Có dùng ghe không? Con nghĩ không là không dùng ghe cô ạ. Đúng rồi, đây đang chỉ định mà. Đại từ chỉ định. These, không phải là these. Sách của tôi và kia là những cuốn sách. Phải thành these. Chính xác, there chuyển thành these. Ok. Yay. Đây là những, sorry, đây là những chứ không phải kia, đúng không? Dâu ấy là kia. Rồi, câu số 7 này. His mother bought him a uniform. Câu này cô hỏi các bạn xem. Cái nào đúng? Uniform. Chính xác. À, chữ ân đấy cô. Ân. Tại vì đây phải có ơ. Đúng rồi, uniform. Chữ chiêu là có gì? University. Yeah, đúng rồi. Đó là âm ơi. Nhưng mà đọc phiên âm là phụ âm vì vậy. University. Uniform. Ok, yeah. Có số 8 nào. Your room is so beautiful. Your room is so beautiful. Phòng của bạn rất là đẹp. My room is very large too. Cái này các bạn chọn thế nào? Con nghĩ là ơi. Ơi, đúng rồi. I'm glad you like it. Câu 9 nào. Would you like to come to my party tonight? Tonight? B, yes, I'd love to. Yay. Đúng rồi đâu, không đúng đâu nhá. Rồi. Các bạn kịp không? Câu 10 nào. Câu này là một câu cơ bản. Yes, yes he does. He, yes. Yes, he, yes, he does. Yes, he chocolate. My a bar of một thanh chocolate. A box of. Beef, do your parents want? How much? How much? Yes! Bakery is to the store. Next to. Look. What the matter with you? What is the matter with you? With you? No, it matters. Okay, go to 15 now. What is the season? Weather, what's the weather like in fall? À, từ, đợi cô một tí. What is the weather like, đúng mà? Đúng rồi mà, có gì đâu ạ? À, con hỏi cô cái gì nhỉ? Con chưa hiểu bạn hỏi cô gì. It's cool, thời tiết mát mẻ đấy. Rồi, how many? How many people? Peter, one dozen, one. One, two, three. Two, one, two, verb. One, two, verb. Quang Minh nhớ không? Có, anh vẫn nhớ. One, two, play. Rồi. Ok, tiếp theo này. In spring. In. In. In spring. In. À rồi đây, cô đang bị phân tâm một chút để cô. Mùa trước mùa thì mình sẽ dùng giới từ in. Vâng. À câu này các bạn có phát hiện là bị thiếu đề không? Con thấy có bị thiếu đề. Travel car này. Gạch with his father này có nghĩa là phải là travel by car with his father. Ok. Yeah. Để chuẩn phải có từ car ở đây mà và điền vào hai chỗ này. Con đơn cứ thế sai. Con thầy à cô ơi cô. Con nghĩ là he often travel with his father xong đằng sau có một cái gạch có by car để con điền là with by lại vì con tưởng cái này là thế. À thế hả? Ok cái này do là cô lấy để lại nó bị cô làm gõ nó bị thiếu. Nhá. Hay để con viết lại cái câu ấy vào phần chat. Con viết lại nhá. Đấy. Rồi câu 20, ping pong. Ping pong là chơi table tennis. Đúng rồi. Câu 21 bạn nào làm được? Alright ạ. Alright. Rồi turn up sẽ bằng alright. 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 Xuất hiện đến xuất hiện đúng không? Vâng. Rồi.
Câu tiếp theo là câu screen save. Oh my god. Now, Đà Nẵng is one of the most sao one of là sao mình nhất này. This is wonderful day, wonderful place. Four, đúng không? Cho mọi người for those who, đúng rồi. Who love sea and enjoy fresh air. It's not a beautiful city. Not only, but also. Exact, không những mà còn. Câu 25 mà còn. Không chỉ mà còn. Câu 25 các bạn chọn gì? Câu 25 các bạn chọn là A. A hả? Con chọn Black. Con chọn D. B. D. Hay là C? Thường là bọn con hay suy luận là sau can là verb này, xong đến verb này cũng là cái gì nhỉ? Cũng là verb there. Nhưng mà bọn con nhìn nhá. Em jumping có nghĩa là cái riding, jumping, và cái ở đây cũng phải là verb in. Có đúng không? Ồ thế sai hết rồi. Là C rồi. Là catch the sight of, là bắt gặp các gia đình là đang đi xe đạp trên biển này. Rồi là leaving their motorbikes on the seaside and jumping into the water. There are not. To be afraid of. Scared of cũng là sợ. Nhưng mà tại sao các bạn không dùng scared of? Tại vì sợ thì không đúng lắm. Cô cũng có scared and frightened cũng là sợ, nhưng mà sợ hãi. Sợ hãi. Ví dụ như là cực kỳ sợ hãi. Cái từ afraid cũng là sợ hãi. Ví dụ nói cô sợ rắn thì cô cũng có thể dùng là I'm afraid of, hoặc là I'm scared of snakes. Ok. Nhưng mà cái từ afraid of ở đây là nỗi sợ này. Đây mình nói là sợ. Họ không sợ mất. Không sợ mất. I'm snake. Afraid of cockroach. Afraid of là chính xác nhất nhá. Còn ví dụ như mức độ mà sợ hãi đến nỗi gây sang chấn tâm lý phân ấy thì mà scared or frightened, ok? Rồi, xong nhá. Làm đúng được mấy câu trên 5 câu này? Con làm được 3 thôi. Con làm được 4 câu. À thế hả? Rồi. Tiếp theo này. In his dream, what time did he wake up yesterday? Ở trong giấc mơ. He wake up, but yesterday he wake up at 8:30. Ai? 8:30. Oh, wake up cơ mà con. Wake up là thức giấc cơ mà. Every morning catch the bus at 8:00. Nhưng mà wake up at bao nhiêu? Phải là at 8:30 chứ. Tóm lại là cái cậu này là dậy muộn. Còn đúng không? Trong giấc mơ dậy muộn. Còn bình thường là phải dậy trước 8 giờ để bắt xe buýt vào lúc 8 giờ cô. Ok. Câu tiếp theo này. Who told him how to get to the station? Policeman. Policeman. Ok. Đúng rồi. Tiếp theo câu số 29. What time was it when the train... A and C. Tại vì đây it was already midday. The train leaves at 12:00 và midday giống nhau, nửa ngày giữa trưa đúng không? Who woke him up? Chính là his mom. Đúng rồi. Và câu cuối cùng là because. Tại sao không phải đi học ngày hôm nay vào cái ngày đó? Because Sunday. Okay, rồi. Tiếp theo câu 32 nào các bạn. Ơi à, 32 là gì? His house is oldest than sign. This house the oldest house. Ấy sao cơ đúng không? Chủ à, his chứ giải his hả? Đúng rồi, his hả? Xác. Tiếp theo này, câu số 33. C. 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 C.
Sarah, đúng rồi, C, good job. Đánh dạy xem. 34, Miss Brown is a good teacher. Chính là? Cái này bạn nào mà theo dõi hoặc là bọn con có thể đi ôn, đi học, học hết rồi. Hay là B hả? Cô hay, hay livestream chứ. Cô có dạy cái cấu trúc B. này rồi đấy. Teaches very B. well. Ok, verb yeah. với adverb. Được chưa? Tiếp đi cô. Rồi, tiếp nhá. Zoom là giảm bớt được thời gian rất nhiều. Cô nghĩ là hôm nay mà chữa trên livestream chắc phải đến 10 giờ mới xong ý. Ba đề. Đúng rồi cô, chưa zoom nó nhanh. Bởi vì cô nhanh. Không phải đợi các bạn chắc. Đúng rồi. Thôi nào. Sao rồi nhiều khi lag. Mà hôm nay cô không hiểu tại sao cô vào OBS mà cô không lên được. Thay vì OBS cô dùng zoom được mà. Ờ, cô vẫn dùng Zoom mà. Cô dạy online vẫn dùng Zoom mà. Nhưng mà... Ôi, con thấy nhiều người người ta vừa dùng Zoom, người ta vừa lên Facebook, người ta livestream rồi. Người ta vừa bật Zoom lên, người ta cũng mới thấy. Ờ. Cũng dạy luôn. Ờ, cũng dạy luôn. Nhưng mà hôm nay... Kiểu như là thầy. Ok, tiếp theo này. Last year we spent a week in Hạ Long. I did not want to leave. Last year we spent a week in Hạ Long and... However, cái nào đúng nhở? Combine câu cho cô này nào. Là đi con, à? Con chọn là đi. 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 Không muốn rời khỏi đây. Nhưng tôi không muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên là tôi không muốn rời khỏi đây. Nên là tôi không muốn rời khỏi đây. Và tôi không muốn rời khỏi đây. Thực ra là anh. Câu nào đúng? A mới đúng. Đi. Yes. Tại vì thực ra là cái mà dành một tuần ở Hạ Long và cái mà không muốn rời khỏi đây nó có đối lập nhau không? Đúng. Nó có đối lập nhau. Chị là đang kể. Là vì đâu? Ví dụ cô nói là cô đi. Hay là bọn con nói là bọn con đi học và con không muốn về đi. Hay là bọn con nói là bọn con đi chơi ở Đà Nẵng đi và không muốn về đi. Và thôi. Chứ hai cái vế đấy nó không đối lập nhau. Có hiểu không nhỉ? Sao vậy là however và but nó không đúng. Hoặc là hai cái này nó gần giống nhau này. Tuy nhiên này, nhưng này, đúng không? Đó. Đáp án A của cô, kể lại thôi. Hiểu nhở? Ok, ai làm đúng câu này không? Ông. Con không, con không làm đúng. Câu này là này. Con không. Anh ấy. Con làm đúng. Con sống là sống là đây. Nên, đi. Sống. Nên, đúng rồi. Đây. Nên, chứ không phải là không, phải là và không phải là nhưng. Ok. Tiếp theo này, câu số 37, I do sports every day, it's good for my health. Tôi chơi thể thao mỗi ngày, rất tốt cho sức khỏe. Because. And but so, nên là nó tốt cho sức khỏe. No, đáp án D, đúng rồi. Yes. Alright, câu số 38 nào. Câu số 38 đi, 38, 39, 40 là hết đề này. Mà sao 39 cô ấy khoanh là B luôn? Không không, cô xóa đi. Là cái câu phía trên đấy. Đây, câu 38 nào. Department store. To the left. Left là thiếu to be. It's to the left, thiếu of. To the left of, thiếu to be not. Okay, A là đúng. Yeah. 39 nào. My uncle. B à? Lives in B, đúng rồi, B. Living with his family. Uncle mà lại whole family sai. Uncle bị chưa chia. C. Đáp án rồi đúng. C. Yeah. Đấy, đáo một tí. Có 40 nào. At table now thì phải dùng hiện tại tiếp diễn, đúng không? Vì vậy câu này loại chỉ còn B and C thôi. With a ball under the table. Who can explain with the ball with a ball under the table now? B. Có ai dùng the ball không? Không. B. Đúng rồi. Yeah. Các bạn yes. Quang Minh đếm xem được bao nhiêu, các bạn đếm được bao nhiêu trên 40 để ba. Cho con ghi một chat đi cô. Thôi con đi ở nhà cô xong. Con được 49 chứ năm mà anh được 4. Một chưa mọi người. Cô cho chat rồi đấy. Đâu ạ? À? À, đây rồi. Con đây ghi rồi. Là đề. Tí nữa con ở sao? À, ừ, tí nữa con nhắn cho cô. Con đi ăn cơm đây con cháu. Ok, rồi.
Có bạn nào thi với Tất Thành không? Mai đi thi tốt nhá. Vâng, chào cô, con đi ăn cơm này. Dễ thôi. Đánh giá năng lực đời sống nhiều khoa học. Chào cô, con đi ăn cơm này. Ôi, bây giờ mới ăn nào, Quang Minh. Vâng. Thế à? Rồi, thế con nghỉ đi nhá. Con nhớ cô. Cố gắng ôn để chủ nhật mà thi nhá. Các bạn nhá, cố gắng ôn tập nhá. Con chào cô ạ. Good night. Cô. Cô ơi, cô đang ở đâu ấy cô? Có hiểu bài không? Có. Good bye cô. Cô ở tận Linh Đàm. Cô đang ở đâu ấy cô? Cô ở nhà cô. Ở Linh Đàm. Cô ở nhà cô đấy. Cô ở nhà cô. Cô thay đổi hình ảnh thôi. Okay. Nhưng mà thấy cô đang bật camera. À, cô đang ở bãi biển. Không. Rồi, good bye, see you. Rồi, con chào cô. Ok, 90%, 85, wow, Nguyễn Thế Quang này. Rồi, good bye. Bye bye. Bye bye.